Chào mừng mọi người đến với kênh tô màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu siêu nhân Spider-Man này nha mọi người. Xin mời mọi người hãy theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Một số trường hợp có thể sử dụng các bạn Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.